tay. Cái mày sao quá trời rồi, tới là gần tới đầu gối. Hôm qua còn ngập nhiều hơn nữa hả chị? Trời ơi, tiêu đầu hết trơn rồi. Chú Ba cho hỏi thăm đường nào ra chợ chú Ba? À, quẹo phải hả? Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Chú ngập hôm qua nay hả con? Dạ. Mưa ngập hả chú? Dạ. Chào quý anh chị và các bạn. Trời ơi, hôm qua nay mà mưa, nước nó ngập lên tới đây nè. Hết hồn không? Hôm qua cũng có mưa đó hả chị? Hôm qua mưa lớn lắm hả? Có không? Chị bán lạc xưởng nướng đá hả? Giờ chị đẩy ra bán. Trời ơi, coi nước ngập. Nước ngập lên láng luôn quý anh chị mình. Thì ở khu Mỏ Cày nha. Đây, đường... ngay trời ơi sập hố rồi, kém sập hố rồi. Ngay gần bưu điện ha, có cái hẻm vô, nước ngập quá tay luôn. Ngay cây xăng luôn, Mỏ Cày quý chị mình. Hết biết không? Ủa cái này mưa hồi sáng giờ hay sao chị? Mới mưa. Mới mưa luôn hả? Trời ơi, mới mưa chút xíu mà nước nó ngập về quý chị mình. Nó ngập sẵn rồi. Vậy là có ngập sẵn rồi phải không? Vậy nè. Khu này hay thấp ha. Trời ơi, ngay là khu phố 2 thị trấn Mỏ Cày nha quý anh chị mình. Wow. Quá trần luôn. Hết hồn không? Chị bán lập xưởng nướng đá ha, chị nói mới mưa đây thôi á. Mà hôm qua thì nghe nói cũng có mưa rồi, mưa hôm qua là lớn dữ hơn nữa. Hôm qua là mưa dữ trời hơn bữa nay. Quá sợ tay. Ồ, khúc này sâu quá trời rồi, tới là gần tới đầu gối mình rồi. Chắc lên thềm quá. Wow, lên thềm đi. Đó, khúc đó thì mình chạy ốc đỏ nữa thì tới cây cầu Mỏ Cày ha. Nghe đó là thế giới mắt kính. Còn bên đây là điện máy xanh. Quá chừng luôn. Ngập nước luôn, nước ngập quá tay. Cơn mưa chiều nay đã để lại đống nước hết hồn tại khu Mỏ Ha, khu phố 2 ha. Giờ xe chạy con bên lề. Chị nói là trong con hẻm này ngập qua đầu gối luôn nè. Ngay con hẻm ngay chỗ cây xăng nhìn qua ha. Có con hẻm ở khu phố 2. Ngập quá trời ngập trong đường hẻm này nè. Không biết đường hẻm này đi ra đâu ha. Mà ngập quá trời ngập luôn. Con đường này hình như chắc đi thông qua ở... Chị phải đường này đi thông qua chợ Mỏ Cày được không chị? Ở đây là thuộc khu phố 2 phải không chị? Dạ. Nước ngập là vậy là nó thông qua tới đó luôn á hả? Nó. Dạ. Ôi. Đó, để mình vô cái khu đường hẻm này
mình chia sẻ nước ngập trong cái con hẻm nhỏ này cho quý anh chị mình xem nha. Đó, ở nhà trọ thì nước ngập lên linh láng luôn nè. Qua em trai này thì em trai này nói là hôm qua hả, lên lên ngay cũng gần cái mí cửa tên khúc tên đó quý chị mình, nó còn giấu nè. Trời ơi, hôm qua còn ngập nhiều hơn nữa hả chị? Trời ơi, tiêu đầu hết rồi. Ở chỗ gì bán cao gì cũng ngập luôn á hả? Trời ơi, ai với em trai này đó hôm qua đi qua khỏi đầu gối luôn á. Ngập hôm qua cũng dữ lắm. Nay đỡ rồi đó. Nay tại mưa lên nhiều á. Nhiều hồi nó cũng như vậy. À, vậy là hôm qua mưa lớn lắm hả chị? À, rồi cái chỗ cái thềm của chị cao dớm cao vậy mà còn ngập mà ở đây hỏi sao mà không ngập. Trời ơi. Rồi sao chị làm đồ buôn bán được? Để lên trên luôn mà. Phải không? Mà cũng may chị bán món nướng khô không đỡ ha. Đúng rồi, món nướng món kia. Ờ, chứ mấy món kia là rồi chị nghỉ bán luôn rồi. Lo dọn dẹp nhà không cũng đuối luôn ha. Nè nè. Nước ngập quá chừng luôn với chị mình. Quá chừng luôn rồi, linh láng luôn, bỏ tay luôn ha, khủng khiếp thiệt chứ. À, cái cảnh này mấy chục năm nay mới thấy chứ hồi đó giờ đâu có chị. Nghe cô kia, nghe cô kia mấy chục năm nay đâu có cảnh này. Sáu mấy năm mới thấy có cảnh này á. Trời ơi, ai nói chị? Đài hả? 61 năm mới có cảnh này. Cảnh đủ rồi, nước cao. Ừ, nước cao đúng rồi. Giờ chị dọn ra chị bán hả? Thôi chút chị mua bán đắt nha. Bán sớm, hết sớm, về sớm, nghỉ sớm về. Chứ nước ngập về lo dọn dẹp. Lo dọn dẹp không cũng đuối rồi. Linh láng luôn quý anh chị mình. Cô kia có nói thì chỉ có năm nay mới thấy có nước cảnh nước dâng cao, mưa mà dâng nước cao như vậy nè. Đây là quán phở gì nè, quán phở thủy tiều ha, phở đậu bò, hủ tiếu, cháo cô đồng, có đầy đủ trong hẻm này luôn, ngon quá. Giờ có mình hấp tô cháo nóng hổi luôn á, là ấm lại liền. Câu cá hả con? Ở đây có cá không câu hả? Phải không? Sớm giờ con câu, có câu được mấy con rồi? Chưa con nào hả? Trời ơi, không ấy gì con chạy ra chợ mua cá thả xuống câu cho dễ dính hơn. Vì sớm giờ con tắm mưa luôn hả? Trời ơi, con nước ngập hả? Vô cái hẻm này nghe nói thông ra ngoài chợ luôn hả? Lên láng. Hôm nay cái em ở nhà trọ nói thì hôm nay nước nó hơi đỡ hơn rồi chứ hôm qua là cao dữ lắm, cao. Wow, cô kia có nói rằng đường này thông qua ra chợ, sao nãy giờ mình không thấy cái hẻm này thông ra chợ tầng trời. Ủa, đường nào thấy nhà trọ Ngọc Mai này kia mà đâu ra chợ đâu, có thấy giờ đường nào thông ra chợ đâu trời. Ồ, trên đây hay cao, đỡ đỡ rồi. Lên khúc cao này cũng hay đỡ ha. Vô đây, chắc đường này thông ra chợ quá. Wow,
nước quá chừng nước luôn rồi. Trời ơi, ở đây cũng sâu quá chừng sâu rồi. Ủa, đường này đường cuối rồi mà. Ủa chị, đường nào thông ra chợ chị? Phải không? À, đường mấy bển đó hả? À, cảm ơn nha. Trời ơi, đây cùng hả? Trời ơi, thấy nước sâu quá, em đi vô thử coi. Ủa em phải hẻm này đi ra thông ra đường chợ đúng không em? Rồi cảm ơn nha. Rồi đường này nè, giờ mình đi lộn hẻm rồi. Nước tràn vô nhà ta quá trời, giờ ta thúc ra kìa. Nước cao tràn vô nhà luôn hả cô? Ừ. Trời ơi. Ờ độ ở ngoài kia khúc kia nước tràn vô ngập sâu quá chừng sâu luôn à. Bên bên đó nó tràn qua đây nó dữ vậy. Phải không? Ở đây của cô như hơi cao hơn nắng hay sao á, chứ nắng thấy đi nửa đầu cối á. Vậy chứ mà cũng tàn vô nè. Phải không? Chứ của cô thấy vô cô là cao nhất nè. Ừ. Ơi. Vậy á, mà vậy chứ mà cũng ngặt. Chắc nó tàu à. Cô đưa cái chỗ cái cánh cửa cái của cô cao xíu nào là không bị nữa. Ừ. Nó vô đường đó hay gì á. Qua vô đường đó mà nãy giờ nó vô đâu đây nè. Phải không? Ờ cái đó cô là có đặt cái ống mà cô khóa lại. Ờ giờ bên đây là nước quá chừng luôn nè. Ừ. Vì cô tắt nước từ sớm vậy luôn hả? Trời ơi. Ủa hồi sáng giờ đây mưa nhiều không cô? Hồi sáng mưa nãy. Ờ giờ mới mưa nãy cũng nghe cô kia nói mưa cũng không lâu mà sao nước dữ vậy ta? Qua nước chưa rút. À qua nước chưa rút hả? Rồi cái cống còn đây cống ở đây là mưa tiếp nữa. Dạ. Yeah. Cái cống làm như mấy ông này là nghẹt đâu rồi. Phải không? À chứ không. Nếu mà nó rút là qua nay nó đã rút rồi phải không? Đúng rồi. Nó rút cũng lẹ. Mà rồi hồi sáng giờ cô thấy cái cống còn đây cống luôn vậy. À. À, đá mưa nữa thì khỏe luôn. Rồi đúng rồi, không tại này mưa nữa nghe, tại có báo tiết nó mưa nữa đó, từ đây chiều có mưa nữa. Ờ thôi cô. À, cô hơi cô ngăn cản ha. Rồi con đi vô khúc là đường này đi thẳng hoài là ra chợ luôn hả cô? À. Giờ mình lại lấy xe mình đi xe mới nổi cả nhà ơi, đi xuống nước nặng quá, nặng người quá chừng rồi. Rồi. Wow. Trời ơi. Nước quá chừng nước luôn ha. Ngập tràn lên quá chừng à. Ủa anh ở đây mấy chục năm nay anh có thấy nước cảnh nước ngập này không anh? Lâu lắm rồi. Phải không? Mấy chục năm nay không thấy cảnh này luôn hả? Hả? Mấy chục năm nay thấy có cảnh nước ngập như vậy không? Có 2 năm mà. Phải không? Mà mưa mỗi lần mưa lớn là bị hay sao? Mưa lớn là bị. Mưa lớn là bị là nước ngập. Cái nó hôm qua nghe ngập lên nhiều lắm hả anh? Ngập rồi. Cũng vậy nè. Phải không? À em cảm ơn anh nha. Còn rồi thôi mình đi tiếp cả nhà. Nước quá chừng nước rồi, mình hỏi thăm ảnh tí xíu ha, mình sẽ đi tiếp ra khu đầu hẻm này coi. Coi ngập tới đâu xa, bao nhiêu xa ha. Trời ơi. Đó, có khúc này hơi cao cao đỡ ha. Khúc nào thấp là nước đi gần tới đầu gối luôn á. Đây cô quán cà phê. Quán cà phê thư giãn quá hả? Rồi đường nào ra chợ đây? Lình láng hết tên rồi. Chú ba cho hỏi thăm đường nào ra chợ chú ba? À quẹo phải hả? Rồi cảm ơn chú nhiều. Trời ơi, nước ngập hôm qua nay hả cô? Dạ. Mưa ngập hả chú? Mưa ngập. Dữ vậy ta. Hồi đó giờ có cảnh này không chú?
Phải không? Rõ giống có hả? Ờ, mới bị hai mấy ngày nay thôi. Dạ. Dạ. Rồi hơn, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, đường này ra chợ. Rồi rồi sâu. U, wow. Rồi, lúng bô. Nước vô bô luôn rồi. Trời ơi, quán cà phê thư giãn quá. Trong hẻm này coi quán cà phê đẹp quá ta. Quán cà phê rất là thư giãn nè. Đẹp ghê ha. Trong hẻm này có quán cà phê rất là thư giãn nha quý chị mình. Nó vô giải khác ha. Ngon quá, đẹp. Wow, rồi. Wow, rồi hên quá, khúc này là cao rồi, ngay đầu đầu hẻm chợ rồi. Ở đây con đường Nguyễn Đình Chiểu ha, khu phố 1. Thì mình quẹo trái thẳng tới đây thì đi ra hướng cầu tàu ha, ra bưu điện rồi luôn ha. Còn hướng phải của mình thì đi vào chợ nha. Rồi thôi tới khu lúc này hết nước ngập rồi. Đến đây mình cũng xin tạm dừng video. Giờ ông trời ổng sắp mưa nữa rồi. Rồi cuối video mình cũng không quên chúc cho tất cả quý của bà ông bà cô chú anh chị em trong nước gần xa luôn luôn có thật nhiều sức khỏe vui vẻ và ăn hạnh phúc nha. Rồi mình xin bye bye. Đẹp ghê không?